Rồi mẹ còn mẹ hết được không? Rồi rong tỏi rồi. Bây giờ con lên trà bông tôm này cô chú anh chị ơi, con còn số lượng cũng ít, mười mấy ký à, là hết rồi. Con không có nhập về bán nữa nha cô chú anh chị nha, cái này nó cao quá bán không nổi luôn. Giá là một hũ này là 315, hai hũ là nhiêu đâu rồi? Trà bông tôm nằm đâu rồi chị? Chỗ dưới đó. Kìa. Đây, trà bông tôm không heo hết rồi. Ủa hôm bữa có bán không? Có áo hai chào bông tôm mà hai hũ nó nhiêu? Năm trăm tám. Một ký rong biển kẹp hạt bao nhiêu á em? Dạ một ký là 370. Một trăm tám mươi lăm, 370. Một nửa ký là 185, một ký là 370 nha. Cái này lông mi tí ông đi nữa rồi. Cô Duyên nói là còn trà bông tôm không? Thì cho cô một hũ. Đây trà bông tôm còn nha cô, một hũ. Một hũ này nhiêu bùm? 315 ngàn. 315 ngàn. Hai hũ là 508 free ship nha. Một hũ là 315, hai hũ là 508 free ship nha cô chú anh chị nha. Trà bông heo hết. Chào bông heo, hiện tại là shop con không có nhập hàng gì nữa nha cô chú anh chị ơi. Xài bông heo là hết trơn rồi. Bây giờ còn có chào bông tôm thôi. Mọi người mua ủng hộ giùm con đi. Con còn có mười mấy hũ chào bông tôm mà. Cái này ăn cũng ngon lắm nha cô chú anh chị. Một hũ này là 325 ngàn. Ủa 315 ngàn. Một hũ này là 315 ngàn. Mà hai hũ nhiêu em? Hai hũ 508. Hai hũ là 508 nha. Một hũ chỉ có 315 ngàn. Mà hai hũ 508 free ship. Rồi vào. Chào mừng các bạn đến kênh Đinh Quân Vlog thưa các anh chị. Đây, mình có nghe một cái clip mà Hậu Loan bán trà bông tôm. Thì ngày hôm qua thì Thám Tử Cao đã quy chụp cho Hậu Loan là bán phá giá. Thưa quý vị, đây, bài viết đã nói lên hết sự thật. Thì có lẽ là tôi sẽ đọc cái bài viết này. Đó là gửi Thám Tử Cao, Thám Tử Conan. Hồng Loan bán trà bông tôm từ ngày 29 tháng 2 đến 1 tháng 4 giá duy nhất một hộp 315 x 4 là 1.260.000, một ký là 4 hộp. Giá niêm yết rõ ràng như vậy phán cho giá chỗ nào? 2 tháng 4 là Hồng Loan bay đi Úc. Hàng này khó bán vì khán giả góp ý giá cao. Phá giá. Hơi này chửi ăn. Đến Hồng Loan có khuyến khích, có khuyến mãi bán combo giảm 2 hộp là 580 ngàn. Chuyện này là quá bình thường với những shop ăn giặt không giữ được lâu. Cô lay lòi mắt là Hồng Loan mua một hộp, nhiều nhất là 2 hộp. 4 hộp tôi chưa sôi ra thì cũng ít. Mà ít có thì cũng rất ít. Mà thằng Thám Tử Cao quy chụp là Hồng Loan bán phá giá. Xem live thấy Hồng Loan rất tội, quay đi quay lại quên giá. Ngay trên live chị Ni nói là nhập 1.100.000 bán 9.500, Hồng Loan không biết cái gì. Nói 315 một hộp thì còn biết được, nói độc quyền thì phải. Thằng Thám Tử Conan mới đúng. Ai dám nó bán chung mà hàng với nó nữa thì vu khống láo sự tủ điều. Thưa vị, khi mà Hồng Loan để cái bảng giá lên trên cộng đồng mạng ngày 29 tháng 2 thì đã để rõ ràng rồi, làm sao mà cái chuyện mà bán phá giá được. Ngày 29 tháng 2 là tôm lụi mật ong 4 kg 625k. Trà bông tôm 250g 315, 4 hũ 1 kg 1.250.000. Món của mới của shop của con là tôm bự chắc thịt tươi rói. Đại diện thượng shop thì tôi sẽ đưa lên cái này. Thì bán phá giá chỗ nào á Thám Tử Cao? Cuối video tôi sẽ đưa cái clip mà Loan bán trà bông tôm ngày 29 tháng 2. Đúng không? Quên đi quên lại. Thì rõ ràng ngày qua là Ni có nói là 1.100.000 thì mấy chục đó. 1.100.000 bán 9.500. Loan không biết gì hết. Tại vì bán cái giá
cái giá mình bán mà mình còn quên luôn xuống rồi mất mới gì các em phải là cái đúng không, cái giá mình quên lên quên xuống mà không lẽ bây giờ mà đi bán phá giá. Đây là chiêu trò gài của thám tử Conan, đúng không? Du khống đủ điều hết trơn trọi. Bây giờ mày cứ đưa lên đi, đưa bảng giá của bà kia lên có bao nhiêu, đúng không? Và cái có thể là nhiều người nhờ người móm, đây là bản sự thật là con móm đã đưa cái bảng giá lên rồi. Hay là cái cai cú là bán mật ong không được, hồi tối móm có nói là tôi đừng có nói clip trước cai cú vấn đề mà móm mà bán mật ong với lại là làm đại lý, mà đại lý gì mới được, hay là đại lý sự rửa mặt lúc đó móm đi Úc làm sao mà làm được, đúng không? Đó thưa quý vị, như vậy thì móm đâu có thể nào mà bán phá giá được. 315.000 một hũ, 300.000, 15.000 một hũ, đúng không? Mình coi lại, mình còn không nhớ. 300.000, 15.000 một hũ thì rõ ràng ở đây là sau đó thì Hồng Loan có khuyến mãi là hai hộp là 580. Cái hàng mặt hàng này là khuyến mãi nha các anh chị, thì buôn bán cái gì cũng phải khuyến mãi, tại vì để lâu không có được. Như bạn này bạn biết là để lâu không có được, đúng là những mặt hàng mà sốc ăn giặt, tôm hay gì đó, như cá thì có thể bỏ tủ lạnh được, tủ đông được, còn này để lâu không được. Mà bán chỉ có từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 1 tháng 4 là hết giá, hết hàng rồi. Một hộp 315.000 nhân 4 là 1.260.000. Giá này biết tại sao cái chị, bán cho bông đó là chị không có là gọi là lên tiếng, đúng không? Không có chị lên tiếng là bán phá giá chỗ nào? Mày muốn du chụp, mày muốn hại móm Hồng Loan thì đó là sự thật, là con người của mày rất là trơ trẽn. Thưa các chị. Nó là rất là trơ trẽn. Tôi đã từng trao đổi với thám tử Conan, nó là chuyên gia đánh kinh tế gì mà của mọi người, đánh thẳng vào kinh tế của người khác chứ không phải là nói mà chuyên gia đánh gì kinh tế của mọi người. Như nó đã từng đánh kinh tế nhưng là không, nhưng đánh không được, đúng không? Nó chuyên gia đánh gì kinh tế để làm gì? Hồng hạ nhục móm, để mà hồng hạ nhục móm, đúng không? Hạ nhục móm, hạ uy tín danh dự của móm, tại vì móm bán không được rồi sau đó là nó sẽ làm. Nhưng mà tham mưu cao, trời cao có mắt, chú Vũ Linh rất là linh, ủng hộ móm rất là nhiều. Bên này có đăng ký không? Ủng hộ móm rất là nhiều, đúng không? Để mà ủng hộ rất là nhiều móm, móm rất là nhiều, để mà dạch mặt ra cái bản chất thật của mày ra, đúng không các anh chị? Khi mà mình tham gia, mình bảo vệ Hồng Loan, cái này là thăm được Conan, không gì mà gọi là gì yêu thương mà đến, mà gì tiền mà đến, kể cả bà chị của mày là Trang Mobi, bao nhiêu clip lấy clip của Hồng Loan từ cái ngày tham gia drama này, kể cả chị Nhi, bao nhiêu clip, đúng không? Tôi nói đúng, Trang Mobi bao nhiêu clip để mà tham gia cái này.
bao nhiêu clip. Vậy thì sao kê những số tiền mà lấy từ cái like của Móm á, cái like của Móm với like của Ni á, bao nhiêu tiền rồi, bao nhiêu tiền chứ? Vậy mà nói mà gì à, yêu thương đó hả? Đúng không? Đó. Thế câu chuyện như vậy mà cũng đặt điều vu khống bị đặt. Đó vị, Móm like, thưa các chị, thì giá bao nhiêu cũng có cuốn sổ trong đó hết rồi. Rồi xong khi đàng hoàng, à, trong khi đó những câu chuyện mà đó, giá quý vị, giá là có bản giá rồi chứ không phải là không có. Thám tử Cao đã dẫn dắt dư luận, là dẫn dắt là nói rằng á, là cái người bán là điện thoại cho nó là phá giá của người bán đó. Ủa bà ơi, nó nghe nè, bà đưa ra cái giá người ta cho người ta bán thì bà sang rẻ thì người ta bán rẻ, người bà sang mắc thì người ta bán mắc, đúng không? Giống như ngày 29 tháng 2, đã bán từ 29 tháng 2 đến 1 tháng 4 đã hết rồi. Thì 2 tháng 4 á, thì Móm đã đi sang Úc. Thì chỗ nào đâu bán phá giá. Từ 2 tháng 4 trở về tới ngày 17 tháng 4. Thấy không? Móm đi 2 tuần. Đúng không? Đi 2 tuần. Thì có bán chà bông tôm không? Có bán chà bông tôm không? Đâu có bán đâu. Tại chi mà bà này bà giao cho Móm là cái giá là cái này lợi ích thôi quý vị, 300 ngàn, thấy không? Mà Móm bán 250 thì nó lên phá giá. Còn này bán đi miết rõ ràng 315 ngàn thì có thể bà này có thể có lên tiếng được. Ờ Móm ơi, Lò Hồng Loan ơi, chị bán giá cao như vậy, tại sao em làm như vậy? Ủa, người ta đi miết công khai mà bán phá giá chỗ nào vậy hả? Niêm yết công khai mà bán phá giá hả? Thấy không? Có quyền phản ánh mà. Trời luôn. Ở chào tạm biệt quý vị, mời quý vị vô trục trặc kỹ thuật. Bye bye.